Chào mừng các bạn đến với kênh Thế Giới Crypto. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một cái dự án rất là tiềm năng. Và cái lý do mình chia sẻ cho các bạn cái kèo này là do con này nó sẽ không có tap tap màn hình. Chúng ta chỉ có vào ấn Start và 8 tiếng thì chúng ta sẽ vào claim một lần. Con này thì khai thác rất là nhàn. Vì hiện nay trên thị trường có rất là nhiều những cái kèo tap to earn. Thì với những cái kèo tap tap màn hình ấy, bản thân mình cũng không có thời gian để mình làm từng cái dự án một. Chính vì vậy thì mình sẽ chọn lọc những cái dự án nào mà nó sẽ tốn ít thời gian nhất và nó có lợi cho người chơi nhất thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Và dự án này thì nó có lộ trình rõ ràng. Lộ trình của nó thì đến ngày 4 tháng 10 nó sẽ kết thúc khai thác và nó sẽ TGE và phát hành airdrop. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem thêm thông tin chi tiết của cái dự án này nhé. Đây là cái thông báo mới nhất của dự án. Khi các bạn tham gia cái dự án này thì chúng ta sẽ khai thác cái đồng Sun. Và đây thông báo chính thức là Sun Farming kết thúc vào ngày 4 tháng 10. Triết lý dự án của chúng tôi: không khóa và chuyển nhượng, không có nguồn cung bổ sung, không có VC. Phần lớn token dành cho cộng đồng, FTV cực thấp, minh bạch hoàn toàn, tôn blockchain. Con này nó chạy trên mạng tôn blockchain các bạn nhé. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một thị trường trò chơi cao cấp dành cho các trò chơi độc quyền trên Telegram. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách để chúng ta tham gia kèo này. Đầu tiên các bạn sẽ nhấp vào đường link mình để phần mô tả video. Tiếp theo thì nó sẽ hiển thị lên cái mục bắt đầu, các bạn sẽ nhấp vào chữ bắt đầu. Rồi nó sẽ đưa các bạn đến cái giao diện của dự án này. Ở đây nó có check-in nhé, chúng ta check-in ngày đầu tiên thì cũng sẽ nhận được phần thưởng này. Đây là ngày đầu tiên các bạn nhé, thì phần thưởng của nó sẽ cộng vào cái tốc độ đào này. Đấy, và hàng ngày chúng ta vào thì nó sẽ tự động check-in cho chúng ta cho đến ngày 14 này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào OK. Rồi đây thì nó sẽ vào bắt đầu vào cái giao diện này. Giao diện để khai thác thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục Start Farming. Và nó bắt đầu khai thác 8 tiếng đếm ngược nhé. Sau khi mà đồng hồ nó trở về số 0 thì chúng ta sẽ vào đây nhấp vào Claim để cho nó chạy tiếp vòng tiếp theo. Và các bạn muốn nâng cấp lên thì sẽ vào mục bot ở đây, nhưng mà hiện tại thì với những tài khoản mới chưa có xu thì không thể nâng cấp được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ để có xu để chúng ta nâng cấp. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào mục quét này. Rồi tiếp theo thì nó sẽ hiển thị lên đây rất là nhiều nhiệm vụ cho chúng ta tham gia. Ở đây mỗi một nhiệm vụ nó sẽ trung bình từ 100 cho đến 300 cái đồng xu này. Đấy, và các bạn có thể là bắt đầu follow tài khoản của dự án này. Rồi nó sẽ đưa các bạn sang cái group của dự án. Hiện tại thì cái group này đang có 2,7 triệu người. Còn cái trò chơi thì mình chưa xem được cái thống kê của nó. Rồi chúng ta sẽ nhấp quay trở lại cái mục tôn Session này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ thứ hai, đó là follow này. Chúng ta sẽ làm những cái nhiệm vụ ở trên Telegram này trước nhé. Thì nó sẽ liên thông sang đây chúng ta làm nhanh hơn. Rồi sau khi các bạn làm từng cái nhiệm vụ này xong một lúc thì nó hiển thị lên chữ Claim. Các bạn nhấp vào Claim để nhận phần thưởng. Sau khi các bạn làm xong nhiệm vụ thì chúng ta quay trở lại giao diện chính, nó sẽ cộng thêm cái số tiền mà chúng ta kiếm được, nó sẽ hiển thị ở đây. Và ở cái mục bot này thì các bạn lưu ý là chúng ta phải có sao thì mới nâng cấp được nhé. Còn nếu mà ai không có sao thì sẽ không nâng cấp được. Ở đây ví dụ là X2 bot này trong 24 giờ này thì sẽ phải tốn 20 sao này. Thì sao này các bạn phải mua, thì ở đây chúng ta chỉ tham gia free thôi. Còn nếu bạn nào thích mua thì có thể là tự tìm hiểu và mua nhé. Ở đây thì mình chỉ có đào miễn phí free thôi. Và hiện tại thì cái tốc độ khai thác của nó sẽ là 28,8 đồng trên 8 tiếng này. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại cái mục giao diện chính của nó. Các bạn muốn chia sẻ đường link cho bạn bè tham gia cùng thì các bạn sẽ nhấp vào mục Zep này. Đó, và tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp vào mục Invite Friend ở đây. Và copy link hoặc là send invite này thì các bạn sẽ gửi trực tiếp cho bạn bè trên Telegram. Đây là một dự án rất là tiềm năng và đã có lộ trình rõ ràng. Ngày 4 tháng 10 thì nó sẽ dừng khai thác và bắt đầu TGE phát hành airdrop. Và kèo này thì nó sẽ trả airdrop hết 100% chứ nó không có khóa các bạn nhé. Và cái hay của cái dự án này là chúng ta không cần phải tap tap màn hình. Một ngày chỉ cần 8 tiếng các bạn sẽ vào nhấp claim để nhận phần thưởng thôi. Bạn đã xem được video này thì chúng ta tranh thủ tham gia, thời gian thì còn hơn 1 tháng nữa mới kết thúc. Và những cái dự án mà mình biết chắc là nó sẽ lên sàn ấy, thì chúng ta nên tham gia. Bởi vì hiện nay thì trên Telegram nó có rất là nhiều kèo nhưng mà nó không có lộ trình rõ ràng thì chúng ta không biết đâu là cái dự án chuẩn để chúng ta theo. Còn với những cái dự án mà nó đã có lộ trình rõ ràng như này và đã có hơn 2,7 triệu người tham gia rồi thì chúng ta hoàn toàn đã yên tâm. Video của mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn thao tác thành công và nhận được nhiều cái đồng Sun. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.